Xin chào quý anh chị đã quay trở lại kênh của Sài Gòn House nha. Hôm nay Huy sẽ giới thiệu quý anh chị một căn nhà ngang 9m dài 20m, khu dân cư rất là đông đúc, gần khu công nghiệp cũng như là gần chợ và rất gần khu đô thị 5 sao Firestar Eco City. Nó cách chợ Bình Chánh thì chỉ khoảng tầm 3km thôi. Và đây là khu đô thị Firestar Eco City. Nhà của chúng ta sẽ đi qua cái khu vực shop house này và đi khoảng 1km nữa bên tay phải là tới căn nhà của chúng ta. Còn đây là khu đô thị Firestar Eco City, khu vực shop house. Anh chị nào cần đất hay nhà liên hệ với Huy nha. Nhà của chúng ta nằm ngay chợ và ngay khu công nghiệp. Và ở đây thì rất là tiện ích, là rất là nhiều và buôn bán kinh doanh rất là tuyệt vời, giúp chúng ta có cuộc sống thoải mái, cũng như là chúng ta có thể đi chợ này, rồi công ăn việc làm, hay là mình có thể kinh doanh những cái mặt hàng khác đều rất tốt, bởi vì rất nhiều công nhân sống ở đây cũng như là phục vụ cho khu công nghiệp này cái gì. Ở đây thì chợ cách nhà của chúng ta chỉ khoảng tầm 100m là tới thôi. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái trường học, trường mầm non, rồi các cái tiện ích như là Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động hay là điện máy đều gần nhà của chúng ta luôn. Và đặc biệt Huy nhấn mạnh là gần chợ và gần khu công nghiệp, dân cư rất là đông, cho nên là chúng ta có thể mua căn nhà và có thể kinh doanh hoặc là tăng giá tương lai rất là tốt nha. Và đây là con đường của chúng ta, đường của chúng ta thì ra cái đường lớn chỉ khoảng tầm một vài bước chân thôi. Và diện tích của căn nhà là ngang 9m, dài 20m, sổ hồng riêng đã có sẵn. Hướng của căn nhà là hướng chính Tây nha các chị. Và đây là khu vực mà rất nhiều nhà trọ, rất nhiều công nhân ở, cho nên là chúng ta kinh doanh cái gì cũng được, hoặc là chúng ta mua chờ tăng giá cũng rất ok nha. Đây, ra cái đường lớn rất là gần luôn. Cái đường đó chính là cái đường là ra cái chợ của chúng ta, chỉ vài bước chân thôi. Và ở khu này thì dân cư rất đông, đặc biệt là công nhân, hay là những cái người mà người ta xây nhà trọ về cho thuê, cho công nhân thuê cũng rất là nhiều nha. Hai căn nhà của chúng ta là căn nhà này đây. Ở đây thì cũng có những cái em bé của những cái người công nhân, người ta sống cũng khá là khổ anh chị. Người ta phải đi lượm từng những cái chai lọ để bán nhá. Khu vực này thì nói chung là tiện ích rất là đầy đủ anh chị, từ chợ này, từ trường học và bệnh viện cũng ra đây cũng khoảng tầm 100m là tới các cái bệnh viện rồi. Tiến vào căn nhà chúng ta thì như các anh chị thấy là bên tay trái của Huy thì đây là cái khu vực để xe hơi. Còn đây là anh chủ này, anh chủ còn rất là trẻ. Và căn này là căn mặt tiền anh chị nha, như các anh chị đã thấy. Và diện tích của căn nhà là 9m, 20m, tổng cộng là 92 là 18, 180m2 anh chị nha. Nhà hiện tại chỉ có một em bé và một cô giúp việc ở thôi. Còn cái anh chủ này anh đi làm kinh doanh, anh ở chỗ khác luôn. Ở trước nhà thì có hai cái cột rất là lớn đó chị, khiến cho căn nhà chúng ta cảm thấy rất là chắc chắn luôn. Và bậc thềm đi lên nhà thì các anh chị thấy là lót gạch, gạch màu rất là đẹp, màu đen tuyền đó. Và cái đường trước nhà của chúng ta là đường chạy nhựa nha, và đường này là 8m, lề là 3m cái gì ạ. Ở trước nhà của chúng ta thì đã người dân người ta đã buôn bán kinh doanh rồi, người ta làm tạp hóa, quán nước đó. Bởi vì ở đây là rất nhiều công nhân cũng như là những người lao động quanh khu công nghiệp này các chị nhá, dân cư rất là đông. Và khu này thì nó gần với lại khu đô thị Firestar Eco City đó. Các anh chị thấy cái sân rộng không? Cái sân này mình có thể đậu được xe 16 chỗ hoặc là xe 50 chỗ cũng được luôn các chị ạ. Đó, ngoài ra thì còn khu vực sân bên tay phải cũng rất là rộng, đậu xe hơi thoải mái trong nhà luôn các chị nha. Đây, ở bên tay phải các anh chị thấy là cũng có cái bức tranh mã đáo thành công. Và đây là hai cái cột nữa các chị, khiến cho cái căn nhà nhìn nó rất là chắc chắn nha, theo phong thái gọi là cổ điển các chị. Nhà này thì chỉ có hai phòng ngủ thôi các chị, hai phòng ngủ rất là lớn ở bên trên. Và diện tích đất là còn rất là nhiều nha, cho nên là nhà này xây dựng rất là thoáng luôn. Lát nữa mình sẽ vô trong mình quay cho anh chị xem. Cái thềm trước nhà này nó có tầm khoảng 3m. Chỗ này mình để giày dép các kiểu ở đây. Và tiếp theo mình tiến vô cái phòng khách này, anh chị thấy cái phòng khách nó rộng không? Chiều ngang của căn nhà là 9m và chiều sâu của căn nhà là 20m. Ở đây thì có hai bộ bàn ghế nữa luôn anh chị. Đó, phòng khách rất là rộng anh chị nha. Này mình về mình trang trí lại thì nó rất là sang trọng luôn, bởi vì cái anh chủ
còn trẻ nên anh cũng không ở đây, cho nên anh cũng không có đầu tư gì nhiều vào trong cái gọi là nội thất của căn nhà. Chứ còn anh mà ở đây thì chắc chắn là nội thất của căn nhà sẽ rất là lung linh. Đây là bộ bàn ghế cổ này, chắc chắn là chủ nhà sẽ mang đi nha các anh chị nha. Đó. Rất là tuyệt vời, phòng khách rất là rộng rãi. Sổ hồng riêng có sẵn các chị nha, và sang tên công chứng trong ngày luôn. Nhà chúng ta là nhà mặt tiền và gần khu công nghiệp, gần chợ đông đúc. Ở chỗ nào mà cứ dân cư đông là các anh chị thấy là giá trị tài sản tăng lên rất là nhanh. Đặc biệt là vị trí bất động sản mà mặt tiền các chị. Đây các anh chị thấy view nhìn từ trong nhìn ra ngoài. Đó. Căn này là mặt tiền nha. Mặt tiền và diện tích là ngang 9m, dài 20m. Giá của căn nhà thì chỉ hơn 4 tỷ chút xíu thôi. Lát nữa mình sẽ bật mí giá chính xác vào cuối video này. Anh chị nào mà quan tâm thì nhớ coi theo dõi hết video dùm Huy nha. Đó, cái phòng khách này, riêng cái phòng khách này đã rộng rất là lung linh rồi, bằng một cái căn nhà phố bình thường rồi. Tiếp theo là khu vực bàn ăn và bếp. Đây các chị, đây bộ bàn ăn đặt ở đây. Và cái bếp này cũng khá là rộng rãi nha. Đây là khu vực phòng ăn của chúng ta. Đó. Cái bếp thì nằm ở trong bên tay phải. Anh chị nào mà lần đầu đăng ký chưa xem video của mình và lần đầu biết tới thì hãy đăng ký kênh nhé. Đây các anh chị thấy cái bếp của mình là làm bằng những cái gỗ đỏ nha, không phải ván ép công nghiệp, và cái gỗ này nó rất là bền. Đó, bếp thì cũng đầy đủ tất cả các cái thiết bị trong nhà bếp rồi. Và mặt bếp thì làm bằng đá hoa cương này. Tủ bếp là bằng gỗ nguyên khối. Gỗ này là gỗ đỏ, nó ngang với giá trị của những cái gỗ căm xe vân 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 vân. Ở phía bên tay trái thì các anh chị thấy có cái nhà vệ sinh nên nấp sâu trong cái dưới cầu thang. Đây, ở chỗ này thì có cái giếng trời rất là rộng. Và ở trên là có cái mái che kéo, cần thì chúng ta cần che lại đỡ nắng, còn không thì trời mát thì chúng ta mở ra nhà sẽ rất là sáng và không khí nó lọt vào trong nhà, giúp cho cái căn nhà nó mình ở trong nhà mình cảm giác nó dễ chịu nha. Đấy, khu vực giặt đồ và nhà vệ sinh ở ngay khu vực dưới cầu thang nha. Còn đây là cầu thang, thì cầu thang này anh chủ anh ấy đặt ở phía sau, tay vịn là bằng gỗ căm xe. Cầu thang này đi lên ở trên này cũng rất là thoáng, bởi vì trên này là có một cái giếng trời rất là to, rất là bự. Anh chị nào chưa đăng ký kênh của Huy thì cho mình một đăng ký cũng như là bấm nút like để ủng hộ mình, để review những căn nhà cho các anh chị nhé. Hoàn toàn là miễn phí cho các anh chị luôn. Anh chị nào cứ theo dõi cho tới khi mà mình tìm được căn nhà ưng ý thì mình sẽ mua, hoặc là mình đi xem cũng được, không sao. Đây, các anh chị thấy cái giếng trời này có sẵn cái quạt hút gió vô nhà luôn. Đó, tuyệt vời không các chị. Ở trên này thì có hai phòng ngủ và một phòng thờ. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ này là của con anh chủ này. Đó, phòng ngủ này thì riêng tư cho con của anh chủ luôn. Ở đây thì chỉ có một đứa con với lại một cô giúp việc ở đây thôi. Còn chủ thì ở chỗ khác nha anh chị nha. Và do không ở nữa nên là chủ bán cái căn nhà này đi. Đó, khu vực này là phòng ngủ này. Và phía trong là nhà vệ sinh bên trong luôn các chị. Nhà vệ sinh cũng rất là rộng rãi nha. Ở chỗ này có chỗ giặt đồ, phơi đồ cũng như là không giếng trời rất là rộng rãi. Còn đặt được thêm một cái tủ quần áo nữa. Đó. Và có cửa sổ đây rất là thông thoáng các chị ha. Anh chị nào mà quan tâm đến căn nhà này cũng như đất ở khu vực này thì liên hệ với mình ngay khu công nghiệp luôn. Đây, nhà vệ sinh rất là rộng rãi, dành cho một bé nhỏ ở đây thôi. Một bé nhỏ mà có cái phòng nhà vệ sinh rất rộng và cái phòng ngủ rất là lớn luôn. Đất ở khu này, nếu mà anh chị quan tâm thì đất ở khu này nó tầm khoảng 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 một lô. Diện tích khoảng tầm 5 x 20, 100m² và xây dựng tự do. Đặc biệt là anh chị nào muốn xây nhà trọ thì khu vực này rất phù hợp nha, rất gần Sài Gòn. Còn đây là cái phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này là phòng ngủ chính nè. Cửa phòng là bằng gỗ gõ nha các chị nha. Gỗ đỏ đó. Đây, phòng ngủ này thì cũng đầy đủ các thiết bị như là giường và
máy lạnh, tủ quần áo, vân vân và vân vân. Ở đằng trước là có cửa sổ này, mình quay vào lúc chiều này. Nếu anh chị nào hợp hướng Tây thì mình có thể mua căn này nha. Căn này là hướng chính Tây luôn đó. Ở đầy đủ các cái đồ dùng trong phòng ngủ rồi các anh chị nha. Và phòng ngủ cũng rất là lớn. Cửa này các anh chị thấy cửa gỗ không? Nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ luôn. Nhà vệ sinh cũng rất là lớn. Đó, chúng ta về chúng ta muốn làm thêm vách kính ngăn thì cũng rất ok. Và theo Huy thấy là cái thiết bị vệ sinh ở trong này, anh này anh cũng có tiền, anh cũng xài cái đồ rất là tốt anh chị ạ. Đó, cửa này cửa bằng gỗ. Đó, và đặc biệt là trên này có cái giếng trời anh chị. Chỉ cần mình kéo ra kéo vô là rất là thoáng căn nhà anh chị ạ. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh của Huy cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh để mình thường xuyên nhận được những video sớm nhất nha. Và đây là khu vực phòng thờ. Đó, nhà chúng ta thì có 3 phòng, một hai phòng ngủ và một phòng thờ. Ở trên đây thì anh này anh lắp cả camera báo trộm luôn ở đây rồi. Đó, đi không cẩn thận là lên này nó hú. Đó, phòng thờ rất là rộng rãi nha. Và đằng trước của chúng ta là khu vực sân thượng đằng trước, cũng có thể nói là cái khu vực ban công ở đằng trước. Và đằng trước là anh chị thấy hai cái cột rất bự. Đó, khiến cho cái căn nhà chúng ta cảm thấy là rất là sang trọng và rất là cảm thấy rất là chắc chắn, an toàn. Lan can làm bằng sắt thôi, sơn tĩnh điện. Đây, đằng trước mình có tạp hóa đang kinh doanh này. Và khu vực này đang phát triển rất là nhanh bởi vì nó gần khu công nghiệp cái gì. Và nó cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 3 km và về Bến Thành chỉ khoảng 20 km thôi anh chị nha. Anh chị nào mà quan tâm căn này hay là những cái lô đất xung quanh đây này. Đây là những cái lô đất xung quanh đây, đất trống này. Nó tầm khoảng 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 một lô thôi. Và có sổ hồng riêng có sẵn. Anh chị nào muốn xây nhà trọ thì khu vực này rất là ok nha. Đối với mình thì mình thấy khu vực này nó còn tiềm năng tăng giá. Và cái tăng trưởng thì vẫn còn. Ví dụ mình mua 1 tỷ rưỡi thì nó có khả năng tăng lên 2 tỷ hay là 3 tỷ rất bình thường nha. So với khu đô thị 5 sao thì khu này nó còn rẻ bằng một nửa thôi. Giá chỉ bằng một nửa khu đô thị 5 sao thôi. Còn đây là con win của mình này. Anh chị nào thấy con win của mình thích thì cho mình một like và một đăng ký đối với những anh này chị nào chưa đăng ký nha. Mình đã vừa review căn nhà này cho các anh chị xem nha. Nếu các anh chị thích thì liên hệ với Huy, số điện thoại trên màn hình để mình được đi xem. Anh chị nào ở bên nước ngoài thì có thể liên hệ qua Viber hoặc là Zalo, Facebook của Huy đều được. Đó, đây là con win của mình này. Nhà rất rộng rãi các anh chị nha. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ với mình. À quên, cái giá của căn nhà này chỉ là 4 tỷ rưỡi thôi nhá. Giá 4 tỷ rưỡi, còn thương lượng chút đỉnh. Anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với mình. Đó, căn nhà độc quyền trên kênh của Sài Gòn House nha các anh chị nha. Đó. Và anh chị muốn xem thì cứ tới xem và sẽ gặp chủ trực tiếp để mình thương lượng về giá cả cũng như là xem xét về giấy tờ và khu vực xung quanh như thế nào. Đó, khu này theo đánh giá của Huy là một khu đáng để mình mua để đầu tư bởi vì giá nó còn chỉ bằng một nửa của khu đô thị 5 sao thôi anh chị. Và khu này thì dân cư rất là đông đúc, có sẵn rồi và có thể về kinh doanh buôn bán được luôn. Nhà này thì mình về mình muốn ở thì ở và mình muốn kinh doanh thì có thể mở những cái đại lý bia, đại lý nước ngọt thì rất là ok. Bởi vì dân cư xung quanh này rất là đông, đặc biệt là công nhân. Công nhân cho dành cho khu công nghiệp này rất là nhiều. Tầm mấy chục ngàn công nhân ở trong này. Và xe cộ đi lại cũng rất nhiều. Cũng như là đường xá rất là thuận tiện. Từ tiện ích như là bệnh viện, chợ, rồi Bách Hóa Xanh. Đó. Có hết, nói chung là đường điện, đường trường trạm đều có hết trong khu này đây. Cô chủ nhỏ của chúng ta nhé. Đó, anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với Huy nha. Và tới đây mình xin kết thúc review căn nhà này. Giá của căn nhà này thì là 4 tỷ rưỡi cái gì nha. 4 tỷ rưỡi. Đó, một căn nhà rất tuyệt vời. Anh chị nào mà quan tâm thì cho mình một nút like và muốn đi xem thì cứ nhấc máy gọi điện cho Huy hoặc là nhắn tin qua Zalo nha. Nhớ nhắn tin qua Zalo cho mình. Nếu mà gửi kết bạn thì Zalo của mình hơi bị đầy danh bạ rồi nên các anh chị có thể không kết bạn được, nhưng nhắn tin mình sẽ nhận được. Các anh chị hãy cho mình một like, một đăng ký nha. Xin chào và hẹn gặp lại.